Ok, chào bạn học sinh và các bạn đã nghe rõ tiếng của thầy nói chưa nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ làm việc nhanh nhé. Đấy là cái số lượng online cũng khá là nhiều ấy. Thì các bạn nghe rõ thầy nói chưa? Để chúng ta bắt đầu. Chúng ta chờ một chút xíu nữa là chúng ta sẽ làm được thôi nha. Hôm nay có cũng một số bạn mới và một số bạn cũ. Và thầy tin chắc là hôm nay thầy sẽ mang lại cho các bạn một vài cái gì đó mà các bạn cần thiết trong cái kỳ thi của mình ha. Thì năm nay thì chỉ còn 20 câu lý thôi. Cho nên là cái áp lực cái đè lên các bạn nó cũng rất là nhiều. Và thầy rất là hiểu cái điều đấy. Tuy nhiên là 20 câu thì thầy nghĩ là chắc chắn là sẽ có bạn ngồi chắc chỉ làm 20 câu đấy rồi làm môn văn môn toán với môn Anh nữa là được khối A1 rồi. Còn bạn nào mà thi bạn nào ví dụ như bạn thi khối AB thì hơi mệt. Đúng không? Cả 3 môn là phải làm. Đấy, còn bạn nào thi một khối thôi thì nó lại nhẹ hơn. Đấy. Mà thầy cũng chưa hình dung được là mai mốt sau khi thi nó như thế nào. Mà năm nay thầy cũng chắc thầy cũng tính đi thi ạ. Chào Sky, chào bạn DV kép. Là thi cái gì thi nhưng mà các bạn cứ cố gắng học thật tốt ha, đừng có thấy nản là được, không có sao cả vì cái vấn đề nó mới mà, nó mới thì với ai chả mới đúng không? Như kiểu hồi xưa các bạn mới đội mũ bảo hiểm đấy thì người ta cũng rất là ngại, người ta rất là ngại đội mũ bảo hiểm nhưng mà riết thì nó cũng thành cái thói quen thôi. Không, bây giờ mà ra đường mà không có mũ bảo hiểm coi nhìn nó kỳ không? Đấy thì cái gì nó mới thì các bạn nghe có vẻ nó ghê gớm vậy, thực ra nó không, chẳng có gì khó khăn với các bạn cả, cho nên các bạn cứ yên tâm mà thi ha, không có sao cả. Nó gọi nên là bộ là nó đâu thì mình chơi đến đấy. Hơi mờ hả em? Hơi mờ thì là chắc là do đường truyền của em ấy chứ thầy thì coi rất là nét. Không biết là các bạn khác có cái nét không? Hay là một mình bạn Biển thấy mờ thôi? Mờ là thầy nghĩ là do mạng thôi chứ không có gì. Thầy cứ để có 1.200 thôi mà. Lên kịp, hên có lên kịp, có gì đâu mà kịp. Em cứ từ từ thôi. Dù sao thầy cũng chậm lại một chút xíu để thầy chờ các bạn vô cho đông đủ mà. Hôm nay chúng ta sẽ gọi là thi thố với nhau, xem là ai ai đạt cái số điểm cao nhất nha. Và cái quy định của chúng ta ấy là nếu bạn nào mà trả lời đúng đầu tiên ấy ha, tính trên màn hình của thầy nhé, tính trên màn hình của thầy, nếu bạn nào mà trả lời đúng đầu tiên thì số điểm là 10, trả lời đúng thứ hai số điểm là 6 và trả lời đúng thứ ba thì số điểm là 2 hoặc là 4, à 2 đi, 10, 6 và 2, còn thứ tư trở đi là sẽ không có điểm nữa đấy. Và sau mỗi buổi học thì thầy sẽ tổng kết lại xem là bạn nào có cái số điểm cao nhất và thầy sẽ trao quà. Ok, rất là dễ thôi ha. Và thầy nghĩ là chắc chắn các bạn sẽ làm được, đúng không? Và thầy mở sẵn cái Excel ở đây để có gì là thầy liệt kê. Thì trước khi mà bắt đầu ấy, thì chúng ta nói với nhau một tí. Em không phải sợ làm gì, em đừng có sợ ha. Thì trước khi mà bắt đầu ấy thì thầy có một cái lưu ý, đó là nếu bạn nào mà muốn nhận cái tài liệu về xử lý số liệu và xử lý đồ thị ấy thì các bạn hãy vô cái Facebook của thầy nha. Thì ở đó có một cái bài viết, thì các bạn comment cái mail của bạn, cái email của bạn á vào đây, comment vào đây ha. Để thầy tí thầy lọc và thầy lấy hết tất cả các mail thầy gửi một lần nha, chứ thầy không có share lên lên đây. Thật ra cái bài tài liệu này nó cũng khá là thú vị đấy. Các bạn là cứ comment cái Gmail ở đây là thầy sẽ tối khuya thầy sẽ lọc và thầy sẽ gửi cho các bạn nha, qua Gmail chứ không gửi qua Facebook được, được chưa? Và Facebook của thầy là Nguyễn Hà Bắc nha. Rồi, thì thống nhất với nhau một số thứ như vậy thôi, được chưa?
Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm về một cái nội dung, đó là xử lý đồ thị nha. Chúng ta sẽ học cách đọc cái đồ thị dao động điều hòa để xem là cái đồ thị của chúng ta nó cho cái gì và chúng ta tìm được cái gì từ cái đồ thị. Vì dạo gần đây ấy, nó xuất hiện rất là nhiều bài tập về đồ thị, thì các bạn phải biết được những cái cơ bản nhất về đồ thị thì các bạn mới làm được nha. Và cái phần này thì thầy tin chắc là các bạn rất là yếu. Được chưa? Đấy, và thầy sẽ làm một vài cái đầu tiên cho các bạn xem, sau đó thì các bạn sẽ biết cách thôi. Được chưa? Và các bạn khác thì nghe rõ không nhỉ? Kim Ngọc, Đỗ Quyên, tên không có, Nguyễn Trang, Cao Nguyên, Bắt Trước, Lê Biển, Sky. Đọc không hết. Các bạn nghe rõ này ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học của chúng ta ngay bây giờ luôn. Thì chúng ta sẽ có cái dạng, đó là cái dạng mà viết cái phương trình, tức là mình nhận dạng cái phương trình dao động khi mà mình biết cái dạng đồ thị của nó, thì từ những cái đó mình mới phát triển lên là khi tổng hợp hai dao động thì cái đồ thị như thế nào, hai dao động nó gặp nhau chỗ nào, hai dao động nó vuông pha hay là ngược pha hay là cùng pha như thế nào, vân vân. Thì những cái bài đó là phát triển sau này. Còn cơ bản nhất là các bạn phải đọc được cái dạng của đồ thị thì các bạn mới làm được nha. Rồi, và thầy đã kết bạn với bạn Trang rồi đấy và bạn Lê Biển rồi đấy, thầy đồng ý rồi đấy, ok chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Và nếu bạn nào mà có ở Đồng Nai ấy, thì có thể đến lớp học offline của thầy cũng được. Thì nó giống y như lớp online vậy thôi, đúng không? Rất là vui nha. Thầy em rồi nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vấn đề chính của chúng ta nhé. Chào Toàn Nguyễn, nay vô trễ vậy em, may mà chưa bắt đầu. Thì trong lúc mà các bạn xem ấy, mà các bạn cảm thấy mà mình cái thầy nói mà chậm hơn so với cái mình xem ấy, tức là em cảm thấy em bị trễ delay ấy, thì em có thể ấn F5 để em tải lại và em play lại là nó sẽ chạy lại như bình thường thôi. Rất là thoải mái nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Thì bài này người ta cho một cái đồ thị, được chưa? Và người ta hỏi cái phương trình của dao động này là bao nhiêu. Thì đối với cái loại này nó cũng giống y như là chúng ta viết phương trình dao động vậy đó nha. Chúng ta viết phương trình dao động vậy đó. Thì thầy tin chắc là sẽ có bạn học rồi và sẽ có bạn chưa học đến cái loại này ha. Nhưng mà thầy cứ thử xem là các bạn biết tới đâu và thầy sẽ giải, được không nè? Chúng ta phải tìm những cái đại lượng của cái phương trình dao động, đó là a, đúng không, omega và phi, được chưa? Đấy, thì cái đồ thị mà xt thì người ta gọi là đồ thị ly độ và thời gian nha, ly độ và thời gian. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm cái bài này để xem là chúng ta có cái gì, được chưa? Và thầy nghĩ là thầy chỉ dành cho các bạn 2 phút để các bạn làm cái câu này thôi. Và bây giờ thì các bạn hãy thử xem là mình làm có đúng không. Mày thử xem là mình làm có đúng không. Rồi, bạn Cao Nguyên B, rất nhanh. Bạn Cao Nguyên thầy thấy là trong cái thời gian gần đây là bạn thể hiện khá tốt. Cuối buổi thầy sẽ tổng hợp cái mail và thầy sẽ gửi mail cho bạn tài liệu của cái phần này nhé. Tài liệu của phần này rất là hay. Và thầy đã nhận được đáp án B từ bạn Cao Nguyên, đáp án D từ bạn Cao Nguyên. D đúng không? Tên không có và bạn Cao Nguyên thì hai bạn này chọn D. Rồi. Thì á, rất dễ thôi. Câu này đầu tiên rất dễ thôi. Chúng ta làm như sau này. Đầu tiên các bạn thấy là ở trong cái hình, thấy không? Thì cái phần phía trên ấy, phần phía trên đây này, cái số 2 đó, cái số 2 đây, đó, và đây, nó chính là biên độ, được chưa? Đây là âm 2 và 2, thì 2 nó chính là biên độ, cho nên x có bằng 2 cái đã. Thầy đổi màu tí nhé, tại vì sợ cái hình màu trắng nó không thấy ấy. 2 cái đã, được chưa? Bằng 2, cos
đúng không? Cos mở ngoặc, đúng không? Bây giờ đến omega. Omega là chúng ta phải đi tìm chu kỳ, đúng chưa? Đi tìm chu kỳ. Thì muốn biết là chu kỳ ấy, thì các bạn sẽ xem cái dạng đồ thị là từ đây này, từ cái đầu này này đến cái phần bên này, đến cái chỗ 0,4 giây á là một chu kỳ, được chưa? Thì chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy ngay là T ấy, nó bằng là 2 pi chia cho omega, và cái T này nó bằng 0,4, đúng không? Từ đó các bạn mới rút ra được là à, như vậy omega nó bằng là 2 pi chia cho 0,4. 2 mà chia cho 0,4 á, 2 mà chia cho 4/10 là 5 à, 5 pi à? À 5 pi. 5 pi radian. Nhìn vậy, được chưa? Nhưng mà chúng ta đã có thêm được là cái omega là 5 pi, cho nên thầy ghi 5 pi vào đây. 5 pi t, đúng không? Bây giờ còn góc phi nữa, góc phi thì chúng ta sẽ dựa vào cái pha bán, à, tức là dựa vào cái vị trí ban đầu. Ban đầu nó đang ở cái chính giữa, tức là vị trí cân bằng ấy, đúng không? Đây là cân bằng này, và đang chuyển động đi xuống, tức là chiều OX là chiều hướng lên mà, cho nên đây chuyển động theo chiều gì ạ? Cái OX hướng lên mà nó đang đi xuống thì nghĩa là chuyển động theo chiều âm, đúng không? Vị trí cân bằng theo chiều âm, chúng ta nhớ trên đường tròn chúng ta là bên này là chiều, ở trên là chiều âm và dưới là chiều chiều dương. Vị trí cân bằng là ở chính giữa. Vị trí cân bằng theo chiều âm thì có nghĩa là vị trí cân bằng ở trên. Và như vậy chúng ta đã biết được cái pha của nó là dương pi chia hai, và chúng ta tổng cộng pi phần 2 vào đây là chúng ta sẽ được các kết quả của bài này. Đó là cái ví dụ đầu tiên cơ bản nhất mà các bạn cần phải nắm. X bằng 2 cos 5 pi t cộng pi trên 2, và chúng ta biết ngay đáp án D là đáp án của chúng ta. Đáp án D là đáp án của chúng ta. Rất là hay nha, rất là dễ. Câu này rất là dễ, và thầy nhận được đáp án sớm nhất là từ bạn Cao Nguyên này, và bạn tên không có là thứ hai này, và Sky là bạn thứ ba. Còn bạn trắng đẻ, trắng dê à, trắng dê. Trắng dê, dê trắng, đúng không? Là bạn thứ tư. Được chưa? Ok, và chúng ta đã xong cái ví dụ đầu tiên, thì ví dụ này thầy nghĩ là chắc chắn là không ai thắc mắc hết. Và những bạn khác thì sao nhỉ? Bạn những bạn khác, Nguyễn Trang, bắt trước, Lê Biển, đâu rồi? Kim Ngọc. Không thấy nói năng gì. Được chưa? Và các bạn đã biết được cách làm của cái câu đầu tiên rồi. À, đường truyền bị mờ hả? Để thầy thử hạ cái chất lượng xuống xem thử như thế nào. Thì các bạn khác mà thấy mờ thì các bạn phải nói nhé, 1001 thử coi. À, thầy kỹ thuật mà, thầy vừa làm kỹ thuật mà vừa làm dạy luôn. À, rồi. Thì ví dụ đầu tiên là chúng ta làm xong, rất là dễ, đúng không? Bây giờ ví dụ số 2. Ví dụ số 2 này cũng y chang như ví dụ số 1. Đúng không? Y chang như ví dụ số 1, nó không có gì nó khó cả. Thì thầy muốn một đáp án thật là nhanh. À, thầy muốn là một đáp án nhanh. Câu số 2 này đáp án là mấy? Mấy? Nào. Xin mời các thanh niên. Rồi câu số 2 này đáp án là mấy? Thầy nghĩ là câu này cũng chắc là dễ thôi, nhưng chẳng có gì khó cả ha. Chẳng có gì khó cả. Nào, nếu mà các bạn đi thi ấy, câu này các bạn giải trong vòng khoảng 30 giây hoặc là 15 giây. Thì khi nào các bạn làm trong vòng 15 giây hoặc 30 giây thì các bạn mới đi thi được nha. Còn chưa làm trong vòng đó được ấy thì chưa đi thi bộ. Chưa? Dễ mà, đúng không? Nào, làm chậm thôi, bình thường thôi, có gì đâu. Cuối buổi thầy mới tổng kết nhé. Đáp án D là đáp án của chúng ta, chưa? Rồi, bạn trắng, dây trắng là đáp án A. Sky đáp án A. À, thầy đọc theo thứ tự luôn đấy nhé. Rồi, Nguyễn Trang là B. À, Cao Nguyên là A. Ôi bực quá. Không sao, đừng bực. Rồi, chỉ có bạn Trang là bạn đấy chọn đáp án B thôi.
Như vậy chúng ta sẽ xem là đa số thắng thiểu số hay là thiểu số thắng đa số. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải này. À, rất là nhiều A. Rồi. Thầy nghĩ là đây nó có một cái sự vui vui đấy. Được chưa? Thế bây giờ đầu tiên ấy là các bạn phải biết biên độ đúng không? Biên độ bằng 4 chúng ta biết chắc chắn rồi, cho nên thầy cái x bằng 4 cái đã. Rồi cos cái gì thầy chưa tính. Được chưa? Thầy sẽ dùng đường tròn. Thầy sẽ nói một cái vấn đề như này. Thầy vẽ nó hơi xấu. À, vẽ nó hơi xấu nhưng mà thầy cũng không muốn nó xấu. Cho nên thầy vẽ nó đẹp tí này. Chờ tí nhá, 30 giây thôi. Các bạn đừng có thấy thầy màu mè nha, thầy chỉ muốn vì các bạn gọi là làm cho nó đẹp đẽ tí ấy, chứ không phải thầy thích màu mè đâu các bạn. Các bạn nhìn có vẻ thích hơn đúng không? Trong vở ghi của bạn cũng vậy. Cái vở ghi của các bạn ấy mà vô ghi loẹt quẹt loẹt ngoạc nhìn lúc học nhìn chán kinh khủng luôn. Nên các bạn vở ghi các bạn cố gắng ghi cho đẹp vô ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái hình đường tròn, được chưa? Cái đường tròn này không phải là vô nghĩa đâu nha. Chúng ta có biên độ 4 này, đúng không? Bên đây là -4 này. Đấy. Thế đồng lúc đầu nó đang ở thì chúng ta phải tìm được cái omega đúng không? Mà nhìn bên lúc đầu nó đang ở vị trí là x bằng 2, đúng chưa? X bằng 2. Này. Và nó chuyển động đi lên đúng không? Lên tức là chiều âm. Vì xin lỗi, nó cùng chiều dương rồi. Vì đi lên mà, chiều dương cũng hướng lên. Chiều dương mới hướng lên, đúng không? Cho nên là đang ở x bằng 2 và đang theo chiều dương. Chiều dương thầy nói rồi, ở phía trên đường tròn là chiều âm, còn phía dưới đường tròn đó là chiều dương. Được chưa? Chiều dương âm đá xuống đây. Thì đây nó chính là cái pha ban đầu của nó. À, thấy chưa? Thì pha ban đầu này thì nhìn vào đây biết ngay đập vào mặt mình luôn là bi âm bi phần 3. Được chưa? Cho nên thầy cứ khoan ghi omega, thầy cứ ghi là trừ bi phần 3 đây đó. Cho nên là bạn nào chọn A là cũng gần đúng rồi đấy, đúng không? Bây giờ này, tiếp tục này. cái omega là mấy? Đúng không? Thế thì nó cho đến đây là 7 giây. Đến cái chỗ 7 giây này này. À, được chưa? Thì thầy sẽ có một cách tính nhanh như sau. Đó là từ cái vị trí x bằng 2 này này mà lên đến vị trí cân bằng, lên vị trí biên, tức là lên đến cái đỉnh này này. Đấy, trên đỉnh màu vàng ở trên đây. Tức là từ x bằng 2 lên đây là nó mất thời gian là mấy nhỉ? Góc bi phần 3 thì thời gian nó sẽ là t phần 6. Đúng không? T bằng, được chưa? Tức là từ cái màu vàng này, cái bắt đầu đến cái đỉnh màu vàng, đỉnh đầu tiên ấy thì là t phần 6 giây, được chưa? Còn từ cái đỉnh màu vàng bên này sang cái đỉnh bên số 7 á thì là một chu kỳ, đúng không? Một chu kỳ. Cho nên cái t phần 6 này cộng cho một t nữa thì nó bằng 7 giây. Được chưa? Và từ đây em mới suy được t, em lấy 7 mà em chia cho 7 phần 6. Em được là 6 giây, được chưa? Từ 6 giây em tính được omega thì bằng 2 pi chia t. À, thì bằng pi phần 3. Cho nên em để cái pi phần 3 vào đây này. À, pi phần 3 này. Cho nên đi ghi cái chữ t vô nó là đúng rồi này, đúng không? Mà cái đáp án của chúng ta là chúng ta thấy á là nó đặt cái pi phần 3 ra ngoài, cho nên là 4 này, cos này, đúng không? Pi phần 3 em để ra ngoài. Đặt pi phần 3 ra ngoài trong đấy còn t trừ đi 1. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. À, B nha. B. À, như vậy là ba thanh niên đã thua bạn nữ. Đúng không? Bạn Nguyễn Trang đã làm đúng. Chuẩn luôn cái gì nữa. Đúng chưa nè? Đấy, cho nên là các bạn phải hết sức bình tĩnh, đúng không? Thầy cố gắng thầy ghi hai cái bi trên ba như vậy nhưng mà các bạn dính ngay. Đó là thầy thấy là không được rồi đấy, đúng chưa? Ừ, và thầy cái mục đích của thầy ấy là thầy gỡ rối được cho các bạn những cái lỗ hổng như thế này để các bạn đi thi. À, chứ không có bắt bí, không có bắt bẻ nhau cái gì hết. Và thì ở câu số 2 này thì bạn Nguyễn Trang là bạn trả lời đúng thứ nhất và bạn Lê Biển là bạn trả lời đúng. À, bạn là không phải. Chỉ có một bạn trả lời đúng thôi. Đấy. Đúng không? Bạn Trang thôi, chọn luôn nha. Chúng ta sẽ quy định với nhau là chúng ta chỉ chọn được một lần thôi nhé. Được chưa? Một lần thôi chứ không được chọn lần thứ hai.
đi thi và các bạn chọn lần thứ hai đâu có được, các bạn phải tẩy đi, nhưng mà hạn chế chọn lần thứ hai nha. Thế câu này như vậy nha, thì các bạn nào không hiểu nó không? mới gạt gạt một tí là đã dính bẫy rồi đúng không? Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo nhưng mà để thầy xem đã. Tiếp tục nào. Và bây giờ lớp chúng ta bắt đầu đông rồi đấy. Và nếu mà khóa học này mà thấy các bạn thấy là nó giúp ích cho các bạn thì các bạn nhớ like và share nhé. Share mạnh vào. Bây giờ thì nó không hỏi phương trình lý độ nữa mà nó hỏi đến phương trình vận tốc. Phương trình vận tốc. Thì cái bài này nó lại y như cái bài lúc nãy. Đúng không? Nó y như bài lúc nãy, cho nên bài này thầy sẽ xem là bạn nào tính nhanh. Chứ bài này thực ra không có gì ghê gớm cả. Đúng không? Chúng ta tính như thế nào mới là hay, chứ không phải là cứ mình vô mình đạo hàm. Mình đạo hàm là hay, không phải, đừng có đạo hàm, đừng đạo hàm nha, đừng đạo hàm. Mà thực ra đạo hàm cũng được, nhưng mà thầy thực ra thầy cũng không thích cái đạo hàm lắm. Nào, thầy muốn đáp án của câu này. Nào, xin mời. Xin mời các thanh niên. Sorry các bạn nhé. Thầy hơi bị nhầm một chút xíu ở cái đề này. Đó là cái hình thầy ngắn lộn rồi. Thì thầy xóa cái hình này đi và thầy sẽ add lại cái hình kia. Phải không? Lỗi kỹ thuật. Ha, lỗi kỹ thuật, thông cảm. Đây thì thầy add cái hình mới nha, add cái hình mới. Bậy quá. Đó, add cái hình mới. Chuẩn luôn. Đúng không? Đấy. Nhầm hình. Không sao, nhầm hình. Thầy nhìn nó thầy thấy kỳ đúng không? Ok. Thằng kia nó trả lời B rồi, hình chưa đúng mà trả lời B rồi, tầm bậy tầm bạ không. Ok, hình mới rồi nha. Thầy đã hình mới rồi. Thông cảm, thầy lúc này thầy rối rắm quá, linh tinh quá cho nên là làm nó tùm lum hết lên. Thì ở đây thì chúng ta làm như thế nào đây? Hình là chọn này nhé. Máy nhỉ? Thầy đang mong cái đáp án này. Rồi. Cao Nguyên chọn B. Thằng này nãy chọn B đại mà sao lại giờ lại chọn B lần nữa thầy? B đúng không? B. Rồi, một bạn B rồi. Để coi nào. Rồi. Cạn lệ biển B, đạn dặn như đây. Chào bạn Đan Linh chọn D. Và bạn Trang lại chọn B nữa. Và như vậy là rất nhiều B. Rất nhiều B. Rồi. Đô Diêm, chào bạn Đô Diêm nhé. Các bạn đặt tên thầy đọc mở hết cả mắt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa cái câu này để xem như thế nào, đúng không? Thế nhìn vào đây chúng ta thấy ngay là chu kỳ bằng mấy ạ? Chu kỳ nó bằng 0,2. Sao biết 0,2 vậy? Nó cho cái đây này, cái chỗ này, đúng không? Là 0,2 đó, đúng không? Thì bên đây nó cũng y vậy luôn. Được chưa? Thì từ đây đến đây là một chu kỳ. Đúng chưa? Như vậy chúng ta có ngay là T là bằng 0,2 giây. Chúng ta tìm được ngay omega thì bằng 2 pi chia cho 0,2. 2 mà chia 0,2 là 10 pi. Như vậy 10 pi chúng ta có được ngay là radian là 10 pi. Đúng không? Và đi thi trắc nghiệm thì các bạn tinh ý tí là các bạn nhìn vô cái ABCD là các bạn sẽ biết được luôn là cái đáp án ở cái omega là 10 pi luôn nha, chứ không phải tính nữa, nhưng mà đây thì vẫn tính được chưa.
Thì bây giờ chúng ta sẽ xem này. Ở đây nó cho đồ, nó cho cái đồ thị là đồ thị XT, cho nên chúng ta phải viết phương trình của X. Thì chúng ta vẫn dùng đường tròn cũng được. Thì có nhiều bạn lại dùng trục và có nhiều bạn lại dùng đường tròn. Tuy nhiên thì thầy rất là thích dùng đường tròn ha, vì nó tổng quát. Nó tổng quát. Cho nên là chúng ta sẽ dùng đường tròn như sau. Biên độ là mấy nhỉ? Biên độ là 6, đúng không? Trừ 6. Như vậy X này bằng là 6 này. Cos này. 10 bi bt này, đúng không? Bây giờ cái ban đầu chúng ta bằng đâu? Thì ban đầu của nó là x -3, -3 bên này. Chuyển động đi lên là theo chiều dương, như vậy 3 cm theo chiều dương. Chiều dương thì chắc chắn là nằm phía dưới, đúng không? Chiều dương thì góc âm mà. Cho nên đây là góc của nó, và nhìn vào đây chúng ta biết ngay góc này là 2 pi phần 3, cho nên chúng ta trừ đi ở đây là trừ đi 2 pi phần 3. Đúng không? Đây là cm. Đúng không? Như vậy là chúng ta đã tìm được cái phương trình gì ạ? Phương trình lý độ. Chúng ta biết á, từ đây chúng ta suy ra V này. Được chưa? V thì bằng V max cos omega t cộng phi, đúng không? Thì V max là em để vào đây là omega a cái đã. Đúng chưa? Omega a. Omega a sau đó mới gì ạ? Mới cos của omega t là 10 bt. Đấy, được chưa? Vì là cái vận tốc á, nó nhanh hơn ly độ pi phần 2, cho nên muốn tìm pha của vận tốc thì em lấy pha của ly độ em cộng thêm pi phần 2 vô, cho nên lấy 2 pi phần 3 này, rồi em cộng thêm pi phần 2 vô nữa. Yeah. Thì các bạn tính máy tính, bấm máy tính là omega là 10 pi, mà pi nhân cho 6 là 60 pi, đúng không? 60 pi cos, đúng không? 10 pi t, 2 pi phần 3 mà trừ cho 1 phần trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 2, như vậy là trừ 1 phần 6, trừ pi phần 6 cm trên dây. Như vậy chúng ta có ngay đáp án là đáp án gì ạ? Đáp án B. Đáp án B rất là hay, đúng không? Như vậy là bài này rất là nhiều bạn làm đúng, đúng không? Bài này làm đúng thì các bạn Linh đã Linh làm sai rồi mà bạn đã chọn lại rồi, đúng không? Cho nên là có nhiều bạn lại dùng cách là các bạn đạo hàm cũng được, đúng không? Không có vấn đề gì cả. Có nhiều bạn đạo hàm thì chúng ta có phương trình x là chúng ta đạo hàm ra, nhưng đạo hàm thì chúng ta phải nhớ là cos đạo hàm nó ra trừ sin, sau đó ta bỏ dấu trừ đi nữa thì rất là mất công, đúng không? Cho nên thầy chọn cái cách là thầy tính omega a xong thầy lấy cái pha thầy cộng thêm pi phần 2 nữa là thầy sẽ làm, thì nó vẫn ra kết quả đó thôi, đúng không? Thì quan trọng là cái gì? Quan trọng là bạn hiểu cái bản chất của vấn đề là chúng ta đang tìm cái gì là xong. Ví dụ 3 thì chắc chắn là không có gì để nói nữa rồi, đúng không? Không có gì để nói nữa rồi, rất dễ. Tiếp tục ví dụ số 4. Ví dụ số 4 này á, thì nó lại cho phương trình của V. Nó cho phương trình của V. Bây giờ nó đòi tìm phương trình của X. Nó cho đồ thị của V và nó tìm phương trình của X. Thì thầy sẽ làm hết tất cả mọi thứ ở trong này để xem là chúng ta có cái gì nha. Rồi thì các bạn xem thử là các bạn tính toán như thế nào. Thì dựa vào cái này đấy, nhiều bạn lại lấy tích phân của cái này để ra rồi cái nguyên hàm, lấy nguyên hàm của cái này để ra rồi cái x nữa thì thầy lại không nhận đâu nhé. Các bạn phải tính bằng công thức cho nó nhanh nhé, chứ đừng có lấy nguyên hàm thì thầy bỏ tay đấy. Cái này thì bỏ tay luôn, không ai nói được cái gì đâu. Rồi, và chúng ta đã kết thúc cái ví dụ số 3 nha. Bây giờ ví dụ số 4 nhé. Thầy chấm một cái đây để cho đánh dấu cái này. Nào, thì ở ví dụ này thì xem ai nhanh tay hơn nào. Thì cuối cùng, cuối buổi thì cái bảng tổng sắp nó sẽ được gửi ở Facebook nha. Hôm nay hình như có đá banh thì phải. MU với lại MC đúng không? Ôi sao câu này bạn làm chậm nhỉ? Cá bóng sẽ đã vô. Chào em. Em có thể comment nhé. À.
hai bạn A, bạn Trang trả lời trước, bạn ấy bạn Cao Nguyên sau. Có vẻ là bạn Trang là một bạn rất là cao thủ trong môn vật lý. Thầy có linh cảm là như vậy. Nào, chỉ có hai bạn thôi à? Ô. Còn lý do gì thầy tính theo màn hình của thầy gì đâu, do gì? Tên không có được đáp án A đúng không? Ừ. Đóng đá thì mấy bạn nam thôi. Rồi Sky là A tiếp. Tiếp tục nào. Ai nữa nào? Rất nhiều. Thì qua những cái bài mà mình làm ấy thì thầy có một cái nhắn nhủ với các bạn như thế này nè. Các bạn học sao thì học, đúng không? Bây giờ các bạn phải tính toán chậm nha. Nhưng mà phải chuẩn. Còn lúc đi thi á thì nó đòi là vừa chậm vừa nhanh mà phải vừa chuẩn nữa nha. Cho nên ấy, là thầy có một cái cách ấy, rất là hay để học toán, để học vật lý cũng như là mai mốt là đến toán là chúng ta cũng xài được. Đó là các bạn hãy nghĩ ở trong đầu, nghĩ trong đầu ấy, cái phép tính ấy, hiểu không? Tức là các bạn sẽ chuyển vế trong đầu luôn, các bạn tính luôn chứ các bạn đừng có gọi là ghi ra giấy nữa. Tức là bây giờ các bạn có thể ghi ra giấy nhưng mà sau này á các bạn hãy nhẩm cái phép tính trong đầu, ví dụ chia, nhân, chia, chuyển vế, bình phương gì hết nha, thì chúng ta nhầm trong đầu. Còn ví dụ những cái phép tính đơn giản á, thì hạn chế shift solver vờ nha. Thầy thấy là ví dụ như căn của x cộng 1 rồi cộng bằng với 2 mà có đứa nó còn shift solver vờ, nó tính máy tính để ra kết quả, hay thầy cái đó thì không chấp nhận được đúng không? Cái là bình phương lên chuyển vế trừ qua xong thì nhầm trong đầu là nó ra rồi đúng ạ. Thì thầy nói á, còn ví dụ như giải hệ phương trình hay giải bất phương, hay là giải bất phương trình hay là dò nghiệm thì chúng ta nên dùng máy tính, thì cái đó thì không nói gì. Nhưng còn mấy cái đơn giản mà các bạn cũng lấy máy tính bạn bạc 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 ấy, thì nó lại vớ vẩn lắm ha. Rồi như vậy thì thầy đã thấy là có bạn chọn B đó đúng không? Bây giờ chúng ta thử này, thử nha. Bây giờ nếu cho phương trình của V thì mình viết phương trình của V đi, đâu có sao đâu đúng không? Viết phương trình của V đi. Thầy bắt cái hình tròn qua đây. Chúng ta nhớ giùm thầy như thế này này, trục V á là cái trục đứng ấy. Đây là trừ V này, mắc ở đây là V, V mắc à. Thì cái này có sẽ có ít bạn biết thôi, và V mắc thì chúng ta biết là bằng 10 bi rồi đúng không? Cho nên chúng ta thể ghi là 10 bi ở đây, âm 10 bi ở đây và 10 bi ở dưới đây. 10 bi dưới đây và chúng ta đang tính là chúng ta đang tính 5 bi đúng không? 5 bi, 5 bi ở đây này đúng không? 5 bi đây này, 5 bi, nhưng mà 5 bi đang gì, đang đi lên 10 bi, đang tăng, 5 bi đang tăng đúng không? Đang tăng thì nó nằm phía bên này, còn bên kia là đang giảm nhé, bên kia đang đi vô đây là đang giảm đúng không? Còn 5 bi đang tăng này là bên này này, vì đang đi lên mà đúng không? Cho nên cái đầu pha ban đầu của chúng ta ở đây này, và chúng ta nhìn ra chúng ta biết ngay góc phi đúng không? Phi này nhìn qua đây biết 5 bi phần 6, 5 bi phần 6, và chúng ta không ngần ngại chúng ta chọn ngay đáp án A, âm 5 bi phần 6 đúng không? Cần gì phải tính đúng không này, cần gì phải tính ha. Vì đó đáp án câu này, đáp án gì ạ? Đáp án A là giờ. Còn muốn tính A ấy, còn muốn tính em, ví dụ em muốn tính tính A thì dễ lắm. Tính A thì ví dụ như thế này này, em lấy V max đúng không, em chia cho omega là nó ra A đúng không? Omega là bằng A, nhưng mà omega này chưa biết, omega này muốn tính ấy, thì chúng ta tính T đúng không? T này tính dễ lắm, nhìn này, từ từ cái ban đầu, tức là từ cái chỗ đầu tiên 0,5 này này, đấy chưa? Đến cái 10 bi này này, chưa? Thì từ đây đến đây, từ A chia 2 mà đến A à, từ A chia 2 mà đến A thì chúng ta học rồi, chúng ta biết đó là T phần 6 đúng không? T phần 6 thì góc đó là góc bi phần 3, T phần 6, T phần 6 này là cái phần màu vàng đầu tiên, chúng ta sẽ cộng thêm cái phần vàng tiếp theo là cái vàng này này đó. Thì cái vàng này là từ từ V max mà về với cân bằng đúng không? Từ vị trí V max mà về 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 không, về không thì cái đó là t phần tư đó, t phần tư mà các bạn được là 0,1 giây, và từ đây các bạn sẽ có được lấy cái chu kỳ của chúng ta là bằng bao nhiêu. Còn thầy đã giải câu A là đó, câu A là nhá, chứ thầy không có
tính toán nhiều đâu, phần tư là lấy 0,1 mà chia cho cái phần đấy thì là được 6 phần 25, 6 phần 25 giây, 6 phần 25, đúng không? Từ đây chúng ta tính được omega thì bằng 2 pi chia cái đó, 2 mà chia cái đó thì nó là 25 pi/3. 25 pi/3, nhưng mà chúng ta tính được cái omega và chúng ta để nó vô cái biểu thức Vmax này và chúng ta sẽ tìm được a ngay là 1,2, đúng không? Rất dễ. À, chứ các bạn đừng có mò mò, nó kỳ lắm. Các bạn vẽ hẳn cái trục V ra, các bạn viết luôn trục V, bạn tìm cái góc luôn nha. Chứ đừng có làm kiểu tìm a xong rồi tìm x xong rồi bắt đầu mới lùi cộng trừ pi trên 2 để ngược lại. Thì cái đó nó xưa rồi, đúng không? Đấy. Thì không biết là bạn Nguyễn Trang, bạn làm theo cách của thầy hay là bạn làm theo cách là lấy góc xong rồi em trừ đi pi phần 2. Thầy muốn bình luận một chút xíu để xem là các bạn có biết cách này không. Các bạn lấy, em lấy cái góc của x xong em lấy góc của v em trừ pi trên 2 hay là em lấy cái cách của thầy. Thầy muốn khảo sát một tí ha. Nào. Đâu rồi? Hay là bị delay rồi? Cái bên Cunbert này nó vẫn chậm mất 15 giây đấy các bạn. Bạn tính pha hả? Ừ, tính pha. Thì bây giờ em biết thêm một cách mới nha. Các bạn biết thêm một cách mới, đó là các bạn vẽ lên đường tròn. Ok. À, vẽ lên đường tròn và chúng ta vẽ hẳn V lên. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn vẽ A thì làm sao? Muốn vẽ gia tốc thì làm sao? Gia tốc thì bạn biết là ngược pha vi ly độ. Thì thầy xóa bảng này đi, thầy chỉ cho bạn tính vẽ gia tốc này. Gia tốc thì bên đây em ghi là trừ A mắc. Và đây là A mắc. Đấy, thì đây là gia tốc. Nha, yeah. Các bạn có vẻ vẽ lên tương luôn đây. Sao bạn tính góc, đúng không? Thì lúc đó nó nhanh hơn rất nhiều so với các bạn tìm độ lệch pha, đúng không? Rồi, ví dụ 4 nó xong. Bây giờ chúng ta đến với ví dụ số 5. À, vòi dao động đồ hòa với đồ thị như hình vẽ, hãy cho biết phương trình dao động của vật. Ồ. À, thì mới nói xong. Bây giờ nó lại cho A rồi. Đấy, nó lại cho A rồi. Thì bây giờ các bạn thử áp dụng cái thầy chỉ xem. Ừ. Thì giờ biết thì thầy bảo là thầy đã bổ sung cho cá nhân thầy, bật cô không dạy mà. Chứ không phải là thầy đi dạy lại đâu, đúng không? Ví dụ thầy cô dạy rồi, thầy chỉ dựa trên những cái đó thầy làm thêm những cái mới mới tí. Nhưng các bạn học lại thì các bạn đi học gì? Và cái phương châm của thầy luôn luôn là như vậy. Ừ. Thầy muốn đáp án nhanh nhau nào, nhanh nào, nhanh nào. Wow. Những câu này sẽ có vài đứa sai đấy. Cái đường tròn chúng ta lại coi nào. Rồi, có đường tròn rồi. Bây giờ xem nào. Thử mà xem. Thầy trong đầu thầy, trong cái người thầy nó có rất là nhiều cái mẹo mà thầy nghĩ ra để thầy làm sao thầy thu ngắn được cái phương án làm ấy. Thì thầy sẽ chỉ lại cho các bạn nha. À, riêng về phần dao động này là rất ít. Nhưng đến phần sóng và phần điện thì thôi, thật sự nếu biết những cái đó thì rất là bá đạo. Rất là bá đạo. Rồi, như vậy là B là đáp án của bạn T không có, Nguyễn Trang C, Lê Đỗ Quyên C, Cao Nguyên A, Sky D và Cao Nguyên C. Rất là kinh khủng. À, Cao Nguyên đổi ý. Vâng, rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử này. Thì các bạn cần gì, các bạn cần gì? Đúng không? Bây giờ nhé. Bây giờ thầy cứ viết cái gia tốc lên đường tròn là như sau. Bên đây là trừ A mắc, thầy mới chỉ các bạn rồi, đúng không? Bên đây là A mắc. Vì sao lại có cái điều đấy? Vì gia tốc nó ngược pha với ly độ. Nếu ly độ bên này là dương thì bên này thì gia tốc nó là âm. Còn nếu ly độ âm thì gia tốc nó dương. Đấy thôi, đúng không? Thì trừ A mắc ở đây là trừ 200. Đúng không? Còn thằng này là thằng này là cộng 200. Ban đầu nó đang ở 100, đúng không? 100 thì chắc chắn là phía bên trái rồi. 100. Nhưng 100 này đang gì ạ? Đang tăng. Thì 100 nó có hai chỗ, trên và dưới. Đúng không?
lúc nào cái đường tròn nó cũng quay theo cái chiều này này nha. Cho nên nếu 100 ở đây á thì đang tăng này, còn 100 ở phía dưới này này thì đang gì ạ? Đang đi vô, đang đi vô, tức đang đi vô đây đang giảm. Cho nên chúng ta chọn cái 100 ở phía trên nha. Phía trên thì nhìn vào đây biết ngay cái thằng này là 2 pi/3. 2 pi/3 chúng ta đã loại được đáp án C hoặc đáp án B. À xin lỗi, chúng ta loại được A và D. Đúng không? A và D. Còn bây giờ chúng ta làm sao chúng ta tìm được cái omega? Chúng ta tìm được omega là xong ạ. Đúng không? Vì hai cái này omega khác nhau. Thế thì từ cái 100 này này, từ cái 100 này này. Đúng không? Nó ra đến chỗ A max này, tức là lên đây. Tức là từ cái chính giữa lên đến trên cùng này này. T phần mấy nhỉ? Từ A chia 2 về A nó là T phần 6. Đúng chưa? Từ A chia 2 mà đến A là T phần 6. Rồi từ cái trên cùng này, đúng không? Từ cái trên đỉnh này về không về bên đây. Đúng không? Là cộng thêm T phần từ trên đỉnh này này về không là cộng thêm T phần 4 nữa. Đúng không? Góc pi phần 2 thì là T phần 4. Và cái này nó bằng 5/24. Đúng không? Từ đây em suy ra T bằng. Bây giờ lấy máy tính bấm 1/6 cộng 1/4. Thì thầy nói chung là bấm máy tính cho chắc thôi nha. Lấy 5/24 mà chia cho cái đám đấy. 1/2. À, như vậy chúng ta tìm T là pi/2. À xin lỗi, T 1/2 nhé. Sorry các bạn. 1/2. T 1/2 thì chia omega thì bằng 2 pi chia T thì bằng 4. 4 pi. Như vậy chúng ta biết ngay là đáp án C rồi. Chúng ta không phải tính nữa. Đúng chưa? Chúng ta không phải tính nữa. Đáp án C. Đáp án C. Như vậy là bạn Nguyễn Trang là bạn chính xác tiếp, Đỗ Quyên là bạn chính xác thứ hai và Cao Nguyên là bạn chính xác thứ ba. Đúng không? Các bạn thấy không? Khi mà các bạn hiểu bản chất của vấn đề rồi ấy thì cái việc mà chúng ta tính kết quả nó rất là nhanh thôi, đúng không? Thì thầy tin chắc là sẽ có bạn lấy cái phi á, xong rồi bạn tính phi của A, xong bạn trừ đi pi để các bạn tìm pha của x, đúng không? Thầy tin chắc là sẽ có bạn làm như thế. Thầy tin chắc là như vậy. Nha. Cho nên tính ra omega luôn cho rồi còn tính phi nữa chứ. đúng rồi. Chọn đấy, tức là cái bài này nó 4 cái omega, đúng không? Chúng ta chọn được cái omega là xong rồi. À, chứ chúng ta không có làm cái khác nữa. Và cái đường tròn này nó hay ở chỗ này này. Nó hay ở cái chỗ là các bạn có thể tính, tức là chúng ta có thể tìm đồng thời được x và v luôn đấy, và a luôn đấy. Chứ chúng ta không cần, chúng ta phải gọi là dùng công thức độc lập thời gian. Chúng ta không cần dùng công thức a bình bằng x bình cộng v bình chia a bình, hoặc là a bằng a bình chia omega 4 cộng v bình chia omega bình. Chúng ta không cần dùng cái đấy, mà chúng ta chỉ cần dùng cái đường tròn với 6 cái dữ kiện, đó là cộng trừ a này, cộng trừ v max này và cộng trừ a max. Thì chúng ta sẽ biểu diễn lên cùng một lúc thì chúng ta sẽ thấy được những cái quan hệ của nó, những quan hệ của nó. Và cái này rất là quan trọng nha, quan trọng. Đấy chưa? Nếu mà cái câu này thì rất là nhiều bạn làm được và cũng có bạn sai, các bạn đúng. Mà tuy nhiên trong bài toán mà sai là chuyện bình thường, những gì phải ghê gớm cả, đúng không? Có vẻ hôm nay thầy làm nó hơi sớm quá nhỉ các bạn nhỉ? Hình như là chúng ta tốc độ rất là nhanh rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục với bài tiếp theo, được chưa? Với bài tiếp theo. Tiếp theo nha. Tụt hạng. Thì thầy là thầy chấm một cái, thầy đánh dấu cái bài đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này. Ví dụ tiếp theo. Như vậy là ở đây nó cho là đồ thị của cái năng lượng, chứ nó không cho đồ thị của lý độ như hồi nãy nữa. Các bạn phải hết sức là lưu ý nha.
Thật sự mà nói các bạn, thầy đôi khi thầy tính còn sai nữa đấy, chứ không phải là riêng các bạn sai đâu, thầy đôi khi cũng rất là ẩu, phải công nhận với môn thầy một điều như vậy luôn đấy. Nhưng mà thầy ẩu thì thầy không sao, nhưng mà các bạn ẩu thì nó lại rất là kỳ nha. Bạn đi thi mà các bạn ẩu thì nó lại vớ vẩn rồi, đúng không? Nên chúng ta phải đặc biệt lưu ý cái vấn đề tính toán của chúng ta. Thầy là khuyên rất chân thành nha, chứ thầy không phải là thầy chém gió, thầy nói cho nó vui. Thầy khuyên rất chân thành là các bạn phải tính rất từ từ thôi nha, từ từ thôi. Ô, bỏ con này luôn. Các bạn đưa mình nhường cái này à, Đan Linh B, Cao Nguyên A. Vâng. Chưa học. Ô. Luân Lưu, chào Luân Lưu. À. Chưa học thật à? Ủa. Bạn bắt chước chưa học à? Bạn lưu ý là đây không phải là khóa học học cho vui đâu nhé. Khóa học này là các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ, chứ không phải các bạn học cho vui đâu. Cho các bạn cứ yên tâm, mà các bạn nếu được thì các bạn có thể ghi chép vào nháp nha, ghi chép vào nháp nha. Thế đừng có về học xong rồi vứt đấy là cũng được không? Những cái mẹo thầy chỉ các bạn đố các bạn tìm được đâu ấy. B, Nguyễn Trang B. Vâng. Rồi. Thì cái ví dụ 6 này nó nằm ở trong cái phần là năng lượng trong dao động điều hòa, năng lượng trong dao động điều hòa. Thì nếu bạn nào mà chưa học ấy thì chúng ta phải tạm chấp nhận một vài công thức, đó là động năng nha. Động năng bằng 1 phần 2 m v bình phương, được chưa? Cái này á, đây là động năng. Còn thế năng ấy là bằng 1 phần 2 kx bình phương, thì cái này các bạn học lớp 10 đúng không? Còn động năng mà cộng cho thế năng, đúng không, thì nó bằng cơ năng, tức là v kép. V kép này nó bằng 1 phần 2 k nhân a bình, yeah. Hoặc là bằng 1 phần 2 m v max max bình phương. Chúng ta quan tâm đến công thức này, được chưa? Ở bài này nhìn vô đồ thị thì chúng ta sẽ thấy ngay được là cái động năng cực đại ấy là 0,02 nha. Động năng cực đại là 0,02 nhé. V kép d max. Mà động năng cực đại thì nó bằng cơ năng luôn, được chưa? Nó bằng là 0,02. 0,02. Có như bạn chưa học đúng không? Rồi. 0,02 nhé. Nói sao nhỉ? Chúng ta phải nhớ một cái công thức như thế này. Chúng ta phải nhớ một công thức như thế này. Đó là nếu động năng bằng n lần thế năng, thì x nó bằng cộng trừ a chia cho căn của n cộng 1. Đây là công thức mà các bạn phải thuộc nha. Nha, đây là công thức mà bạn phải thuộc. Là động năng bằng n lần thế năng thì x bằng a chia căn n cộng 1. Chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy là động năng nó bằng là 0,015, đúng không? Thì rõ ràng nó bằng 3 phần 4 lần cơ năng, đúng không? Vì cơ năng là 0,02 mà, thì 0,02 nhân 3 phần 4 thì nó là 0,015. Các bạn không tin lên tính 0,02 nhân 3 phần 4, thầy nhìn vào thầy biết rồi, thì nó là 0,015, đúng không? Được chưa? Động năng thì nó bằng 3 phần 4 lần cơ năng, được chưa? Thầy ghi vào đây này, động năng bằng 3 phần 4 cơ năng, đúng không? Mà động năng thầy ghi lại 3 phần 4, thầy ghi lại cơ năng thì nó bằng động năng rồi cộng với thế năng. Đó, đúng không? Thì 3 phần 4 đây, 3 phần 4 chuyển vế sang lại 1 phần 4, như vậy động năng 1 phần 4 động năng thì bằng 3 phần 4 lần thế năng, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ tính được động năng bằng này, lấy 3 phần 4 chia cho 1 phần 4, đúng không? 3 phần 4 mà chia cho 1 phần 4 được 3 lần thế năng. Như vậy chúng ta biết ngay được là cái chỗ 0,015 này này,
cái chỗ này á là động năng bằng 3 lần thế năng. Bây giờ thầy xóa bảng đi nha. Chúng ta biết là động năng 3 lần thế năng rồi ha. Bây giờ xóa bảng đi này. Tí các thầy chép lại sau. Động năng bằng 3 lần thế năng thì suy ra x bằng cộng trừ a chia cho căn n cộng 1, thì n nó bằng 3, như vậy cộng trừ căn n cộng 1 là cộng căn 4 và chia cho là x bằng a chia 2. Được chưa? Như vậy chúng ta đã tìm được cái x bằng a chia 2 rồi. Đúng không? X bằng a chia 2 rồi. Thế thì x bằng a chia 2 á, chúng ta chưa biết a mà, chúng ta cứ vẽ a ở đây và đây là trừ a. Đúng không? A chia 2 đây này. Đúng không? Thì nó có thể là gì nhỉ? Cộng trừ a chia 2 thì đây, cộng trừ a chia 2, hai chỗ. Bốn chỗ luôn, đúng không? 1 2 3 4. Nhưng nó bảo là gì ạ? Thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương. Chiều dương là chiều phía dưới, như vậy góc của nó là trừ bi phần 3 hoặc là trừ 2 bi phần 3, đúng không? Như vậy phi của chúng ta là bằng gì ạ? Trừ bi phần 3 hoặc là trừ 2 bi phần 3. Cứ nháp thôi. Trừ bi phần 3 hoặc là trừ 2 bi phần 3, đúng không? Chuyển động theo chiều dương nhé. Bây giờ nó hỏi là phương trình dao động của vật là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta phải tìm được gì ạ? Chúng ta phải tìm được cái x. Tuy nhiên là chúng ta thấy này, từ cái 0,15 này này, đúng không? Về 0. Từ 0,15 về 0, tức là từ a chia 2 đấy, từ cái chỗ a chia 2 này về cái chỗ cân bằng, tức là về cái chỗ động năng bằng 0. Mà động năng bằng 0 thì nó ở vị trí biên. Động năng bằng 0 vị trí biên. Một là từ đây này. Về biên. Hai là từ chỗ này này, em về biên, đúng không? Hai chỗ rồi chúng ta đi về biên chứ gì nữa. Thì cái bài này nó hơi rắc rối một tí chứ không phải gì hết. Thầy muốn nói cho bạn hiểu, nói cho bạn hiểu thôi. Nếu như làm trắc nghiệm thì chúng ta loại được ngay đáp án gì ạ? Đáp án A và đáp án C, đúng không? Vì hai này là pha của nó đều là pha của chiều âm cả rồi, đúng không? Nên chúng ta không bàn gì đến cái đáp án A và đáp án C nữa, mà chúng ta chỉ bàn đáp án B và D thôi, B và D thôi. Tuy nhiên đây phải pha của x đâu nhé, các bạn phải tính đàng hoàng nhé. Tiếp này. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động, thầy lại vớ vẩn nhỉ, chuyển động theo chiều dương, đúng không? Chiều dương và động năng của nó là đang gì ạ? Nhưng mà chúng ta thấy này, cái động năng là đang tăng hay giảm ạ? Đang giảm, đúng không? Đang giảm, mà động năng thì nó ăn theo vận tốc, tức là động năng thì bằng 1/2 mv bình ấy. Là chỗ phi hả? Từ e đến cái chỗ x bằng cộng trừ a chia 2 là làm ok rồi, đúng không? Đúng chưa? Cộng trừ a chia 2 này thì có bốn chỗ là đây và hai dưới này. Đề bài nó bảo là chuyển động theo chiều dương thì em hiểu là cái trên ở phía trên chiều âm là chúng ta bỏ hết, cho nên a chia 2 đây với a chia 2 đây cộng trừ thì cái góc này này là góc 2 bi phần 3, góc này là góc bi phần 3 nằm phía dưới, cho nên âm. Vậy phi của chúng ta có thể bằng là trừ bi phần 3 hoặc là bằng phi bằng trừ 2 bi phần 3, đúng chưa? Nhưng nhìn vào đồ thị này chúng ta thấy là đang cái động năng nó đang giảm về không mà, đúng không? Đang giảm thì động năng bằng 1/2 mv bình, động năng thì bằng 1/2 mv bình. Động năng giảm khi v giảm là cái đang ở bên này này, chỗ này này, chỗ này v mới giảm, là như vậy chứng tỏ cái phi của chúng ta là bằng trừ bi phần 3. Thì đến đây thì các bạn thấy là câu b với câu d nó cho hai cái phi giống nhau, đúng không? Cho nên chúng ta hết sức lưu ý chưa? Và chúng ta biết là thời điểm ban đầu nó xuất phát từ đây nhé, từ cái chỗ âm bi phần 3 này, vì chúng ta biết là động năng nó đang giảm, được chưa? Và cái thời gian nó đi từ cái chỗ trừ bi phần 3 này về cái chỗ biên ấy, về cái chỗ bằng không ấy, là 1/6 giây. Từ đây thì biết là t/6, vậy chẳng có là t/6 bằng 1/6, từ đây em suy ra t bằng t/1, suy ra omega nó bằng 2 pi, được chưa? Radian trên giây. Và chúng ta biết ngay đáp án là đáp án D chuẩn nhé, thấy chưa? Thì đúng là bạn Trang cũng rất là hay đấy, nhanh đấy, nhưng mà sai rồi. Đáp án D mới đúng nha, chứ phải đáp án B, được chưa?
D chứ không phải B đâu nhé. Để hết sức, để tỷ nha. Vì T phần 6 mà góc góc pi phần 3, vậy thời gian T phần 6 cho nó bằng 1 phần 6 giây. Thì lúc đó mới tìm được cái T bằng bằng 1 mà chúng ta tìm được omega là bằng 2 pi. Đúng không? Omega bằng 2 pi. Như vậy thì câu này thì thầy không thấy được bạn nào trả lời đúng cả. Đúng không? Ui, sai rồi, đúng không? Sai rồi. Cho nên vì lý do làm sao các bạn làm sai thì có bạn là chưa học đúng không, các bạn học rồi nhưng mà lại nhầm. Nếu em tính ra pi á thì thầy nghĩ là em đang chọn cái góc là góc bên kia, đó là góc 2 pi phần 3. 2 pi phần 3 thì nó t phần 3, t phần 3 thì 1 phần 6, vậy đúng rồi, là em chọn nhầm bên kia. Cao cũng cũng cao thủ có cách giải khác mà chậm hơn mất tầm 15 phút. thực ra thì nói về lý ấy, thì nó đi kèm với toán. Thì nếu mà toán thì mỗi người có một cái cách làm nó khác nhau. Có ông thầy này ông giải khác, có ông thầy kia ông giải khác, thì cái việc đó là cái việc của từng người một. Tuy nhiên bạn là học sinh thì bạn phải đi tìm cho mình một cái cách mà nó tối ưu mà mình hiểu nhất, được chưa? Có thể đọc của ông thầy này thấy ông thầy này dạy nhanh nhưng mình không hiểu rõ, thì thà mình học cái cách chậm mình hiểu rõ không, chứ đừng ham hố cái cách nhanh. Em hiểu ý thầy nói không? Đấy, cho nên đấy là mọi cái biến đổi hay là mọi cái chúng ta làm ấy thì chúng ta phải hết sức chúng ta lưu ý một chút xíu, được chưa? Hết sức lưu ý một chút xíu. Cho nên thì thấy là đến đây thì các bạn nhiều bạn sai và nhiều bạn đúng, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, không có gì cả. Và thầy sẽ share cho các bạn cái tài liệu này nha, và các bạn sẽ comment ở trên Facebook nha, cái bài mà thầy mới đăng ấy, thì các bạn comment ở đó thì thầy sẽ gửi email cho các bạn. Vì cái này thầy cũng thật sự là không muốn share, không muốn share cho cộng đồng ấy nha, thì cái này giữ lại cho mình xài chứ ha. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục với một cái bây giờ chúng ta sẽ đá gọi là đá kiểu ngẫu hứng đi để xem từ từ chép lại cái đề đúng không, tí thầy gửi link file cho. Có phi rồi mà x bằng 2 trên 2 5, đúng rồi, chuẩn. Cao bóng xệ nói rất đúng là mình sẽ chọn được luôn đáp án, nhưng mà thầy muốn tính ở đây là thầy tính cái t phần mấy cho em coi chứ gì đó. Thầy ăn độc hay mày giỡn mặt thầy? Thầy ăn độc. Tí nữa thầy gửi file cho Sky ạ. Em tí nữa thầy gửi file cho chứ khỏi phải chép đề mất công lắm nha. Khỏi chép đề. Thì cái bài này thực ra là bài thi thử của hình như là đại học sư phạm Hà Nội năm ngoái, hình như là vậy. Thầy không nhớ vì thầy năm ngoái thầy đi giải đến tận bốn mấy cái đề cơ mà, bốn mấy cái đề của các trường năm ngoái cơ mà thầy giải cho học sinh, mà thầy thầy nói thật là thầy chảy nước mắt luôn. Tí gửi thầy nha, kết bạn rồi nha. Rồi thầy nhớ rồi mà. Bây giờ chúng ta sẽ đá ngẫu hứng một bài xem là các bạn có biết không mà chưa. Thế bây giờ như thế này. Bây giờ như thế này, đây thầy sẽ next cái slide đi nhé, thầy next cái này đi. Thì cái này là để bữa sau à, đây là từ cái này, khoan từ từ, cái này từ từ, cái này là lý thuyết chưa 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 đến. Bây giờ như thế này nhá, bây giờ thầy muốn xem các bạn này có làm hiểu được không này. Bây giờ thầy cho một cái hình nhưng thầy không cho đáp án, thầy muốn được một cái kết quả trọn vẹn. Ok không? Đây là lực nha, lực. Thì á nó đòi phương trình là phương trình của lực, tức là F bằng bao nhiêu? Tức là mình nó hỏi là F bằng bao nhiêu ấy, F bằng bao nhiêu? Thì chọn đáp án ngay lập tức nha, xem thử nào. F bằng bao nhiêu ấy thì nó cho bốn đáp án. Thầy có thể ghi ra đây cho các bạn cũng được. Câu A này. F bằng 3 cos 2 pi t
cộng b phần 2. Đó. Đây là đáp án A. Đáp án B. F bằng 3 cos 2b trên 3 t cộng này là cộng b phần 3 luôn. Đúng rồi. Câu C. F bằng 3 cos cos gì? Cos 2b t trừ b phần 3. Và câu D. F bằng, bạn đã chọn ngay đáp án được cái này thì bạn đã hiểu bài đấy, hiểu cái phần này đấy. Cos 2b chia 3t cộng b phần 2. Mấy? Nhanh. Mấy? Cái F ấy thì cái F của nó công thức của là gì ạ? F bằng F0 cos omega t cộng với phi. Vậy thôi. Cái này là lực cưỡng bức nha, chứ không phải là ấy đâu nha. Ừ. Trang C, bắt chước C, cao nguyên C. Thì rõ ràng là câu C rồi, đúng không? Rồi chúng ta vẽ cái vòng tròn đó, chúng ta thấy ngay đáp án C rồi, chỉ còn gì nữa. Đúng không? Chúng ta cứ dùng vòng tròn bình thường. Biết đây là 3 này, đây là trừ 3 này. 1,5 đây này, đúng không? 1,5 này, 1,5 này đang gì ạ? Đang tăng thì phía dưới. Phía dưới thì biết ngay góc này là góc trừ bi phần -3. -3 thì chỉ có đáp án C là đáp án thỏa mãn thôi. Được chưa? Còn muốn tính T, muốn tính omega thì biết cái từ đây là T phần 6 này cho nó bằng 1/6 giây, đúng không? Và chúng ta tìm được omega nó bằng là 2 pi như nãy. Đúng không? Thì nó dễ lắm. Đúng không? Và câu này thì thầy thấy là rất nhiều bạn làm đúng mà thầy chấm một cái để cho cách ra, được chưa? Thầy các bạn thấy, thầy thấy các bạn trả lời như vậy là các bạn đã hiểu rồi đấy, đúng không? Bây giờ để mà các bạn hiểu hơn ha, hiểu hơn nữa về cái phần này thì thầy muốn thêm một cái ví dụ nữa, thì câu này rất là dễ ra thi, và câu này mấy năm nay thầy cũng canh me nó rồi mà nó chưa ra. Không biết là các bạn có thấy hứng thú với câu này không? Đây, thầy cho bốn cái hình. Chắc là cái phần này chắc thầy phải làm 2 buổi đó các bạn. Thì cứ theo thứ tự đi nhé. A, B, C và D. Được chưa? Bây giờ người ta hỏi á, là cái đồ thị nào biểu diễn đúng sự phụ thuộc của chu kỳ và khối lượng con lắc lò xo dao động điều hòa. Sự phụ thuộc của chu kỳ vào con lắc. Rồi, câu này thầy cũng chưa chắc đâu, nhưng mà thầy thích cái dạng, mấy cái dạng như thế này này. Bây giờ cái đồ thị nào là biểu diễn sự phụ thuộc của chu kỳ vào khối lượng? Các bạn nghĩ là A, B, C, D không? Thì á, đối với phần đồ thị này thầy chỉ cho các bạn á, là các bạn phải nhận dạng được cái đồ thị này nó như thế nào, đúng không? Nó như thế nào, chứ không phải là thầy bày ra cho nó vui, đúng không? Phải nhận dạng được là cái công thức đó nó biểu diễn cái đồ thị nào mới là hay, Thích cái gì, thầy đâu có phải thầy thích cái này đâu. Thầy chỉ bảo là cái này nó thú vị thôi, được chưa? Đấy. Thì để mà trả lời cái câu này ấy, cái câu này á, thì các bạn nhớ cho các bạn lật sách toán lớp 12 ra, các bạn xem cái phương trình y bằng a mũ x là các bạn sẽ tìm được. Chúng ta biết là T nó bằng 2 pi căn tình là mây khói M chia cho K. Từ đây em bình phương lên, tức là T bình nó bằng là 2 pi bình, đúng không? 2 bình M chia cho K, đúng không? Thì á, cái đồ thị này nó giống như là cái phần này thầy không bàn nhé. Cái phần này là phần hằng số thì không nói. Cái phần này nó giống như thằng là A bình phương ấy, x bằng a bình phương, y bằng a bình phương ấy. Y là giống như m ấy, và cái a là giống như t ấy.
Thì các bạn lật sách lớp 12 ra, lật sách cái phần hàm số ra, hàm số y bằng a mũ x, thì các bạn biết ngay là đáp án B là đáp án đúng. Đáp án B nha. Cái đường này người ta gọi là đường hyperbole. Hyperbole nha. À quên. Ờ đúng rồi, hyperbole, thầy nhầm. Hyperbole nha. Chứ không phải là parabole. Parabole là nó kiểu kia. Dạ. Thì năm nay nó thi kiểu gọi 20 câu ấy, thì đánh giá năng lực mà, cho nên thầy nghĩ là nó cũng xem cái kiểu gọi là mình phải hiểu được cái vấn đề người ta muốn nói cái gì ha, muốn nói cái gì. Dạ. Còn bữa sau ấy thì chúng ta sẽ học cái hai dao động. Mà không biết các bạn đã học dao động tổng hợp chưa nhỉ? Dao động tổng hợp á. Câu này là câu B nhé, câu B nhé. Mấy các bạn đã học dao động tổng hợp chưa? Nó là tổng hợp dao động điều hòa chưa? Tổng hợp dao động điều hòa mấy các bạn học chưa nhỉ? Có học chưa biết? Sai. Rồi, thầy hỏi là tổng hợp dao động các bạn đã học chưa? Lật sách 12 là sẽ biết. Đây là cái nguyên nhân tại sao là các bạn không có biết cái đồ thị này á, là vì các bạn cứ mải mê như hàm bậc 3, bậc 4 hay là bậc nhất ấy. Các bạn quên mất đi là chúng ta còn một cái nữa, đó là hàm mũ. Hàm mũ. Ừ. À, học qua hết rồi hả? Ừ. Thì chưa, em chưa. Thì đối với dao động điều hòa mà tổng hợp ấy, thì nó có nhiều dạng lắm. Mà cái dạng cơ bản nhất là cái dạng mà tổng hợp với máy tính bập xong ấy. Thấy không? Còn có một cái dạng nữa là nhìn vào hình mà chúng ta biết được cái dao động tổng hợp nó phương trình như thế nào. Như thế này này. Dễ thôi. Cái này thì gọi là cho các bạn để các bạn biết thôi. Mà mấy bài kiểm tra hay có lắm. Mà vài bữa nữa thầy cho các bạn những cái đề thi học kỳ á, mà thầy tin là chỉ cần 10 cái tờ đề của thầy thôi là thầy các bạn sẽ có thể làm điểm học kỳ đến tận 9,5 điểm. Thi học kỳ mà không làm được 9,5 điểm thì thôi nghỉ, đừng đi thi đại học nữa. Thấy chưa? Đây, bây giờ nó cho hai dao động, nó cho hai dao động tức là hai cái đường này. Nó hỏi là phương trình dao động tổng hợp là nhiêu. Nó cho là như thế này này, nó cho một số cái dữ kiện như sau. Nó cho như sau, đâu rồi cái máy, đâu rồi cái số kỳ vậy. Rồi, nó cho là một vật khối lượng 100 gram, được chưa, m bằng 100 gram, tham gia đồng thời hai dao động đồ thị như hình vẽ, biết cơ năng dao động là bằng 8 millijoule, phương trình dao động tổng hợp sẽ là bao nhiêu. Tí nữa thầy mail cho cái file. Khổ quá, nhiều lắm. Bạn học hết là được. Bây giờ nó cho khối lượng là 100, nó cho cơ năng là 8 millijoule, thì không biết là cái phương trình dao động tổng hợp là bao nhiêu. Thì đấy, thì đó là một cái câu mà thầy nghĩ là thầy sẽ để dành cho cái buổi hôm sau mà các bạn sẽ làm nha. Các bạn sẽ làm. Còn chúng ta đến 8:45 rồi thì chúng ta chắc là phải rời màn hình rồi. Thì thầy còn rất là nhiều cái tài liệu về đánh máy nữa ha. Rất là nhiều cái đánh máy nữa mà thầy sẽ share cho các bạn cái cần thiết của cái buổi học ngày hôm nay. Được không? Các bạn hãy cố gắng làm thật nhiều cái bài tập liên quan đến phần này và thầy cho hẳn đáp án luôn. Cho đáp án chứ. Câu này á thì thầy có thể đưa cho bạn đáp án. Đưa bạn đáp án cũng được nha. Nhưng mà cái này thì để bữa sau mới dạy nha, vì chúng ta cái thời gian còn không đủ ấy. Thì đáp án của câu này là mấy nhỉ? Quên rồi. Mà thầy thấy ấy, là đây là câu này là câu đáp án của chúng ta là x bằng 4. Cos này là cos 10t và cộng cho pi phần 3 đáp án của chúng ta. Đáp án đây. Nhưng bữa sau mới giải. Nha. Không biết là các bạn nào làm đúng không? À.
Một kinh nghiệm cho thấy như thế này này, khi mà mai mốt ấy gần đến tức là khoảng tầm qua Tết ấy, thì các trường ấy nó mới ra những cái đề thi thử. Thì kinh nghiệm của thầy cho thấy ấy, là như năm ngoái là cái trường trường gì trúng rất là trúng ba câu của cái phần khó luôn cơ, đó là trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Hà Huy Tập và một cái trường nữa mà thầy không nhớ nổi tên. Các bạn muốn có một kỳ thi thành công ấy thì đến lúc qua Tết các bạn hãy cố gắng làm thật nhiều cái đề thi thử. Các bạn cứ lên Google các bạn search đề thi thử ấy, đầy dãy ra luôn. Đúng không? Các bạn chỉ cần làm cái đề thi thử thật nhiều, làm càng nhiều thì cái xác suất nó ra mà nó không sai một chữ nào luôn nó càng nhiều. Thậm chí là cái bài đó là như cái bài mà như cái bài năm năm vừa rồi mới thi ấy, là thầy thấy là nó không sai một tí nào luôn ấy. Cho nên là nếu mà các bạn muốn gọi là học cho nó kỹ ấy, thì các bạn học xong chương trình của lớp 12 là khoảng tháng 2, tháng 3, sau đó các bạn đi làm những cái đề thi thử thì lúc đó các bạn sẽ có được cái vốn. Cái vốn mình nhiều là mình sẽ mạnh ạ. Vốn mình mạnh, mình mạnh. Đúng không? Mình đẹp gái, mình sống trong chỗ mà nhiều đàn ông ấy thì mình có quyền chảnh, đúng không? Đó là mình mạnh là mình có quyền chảnh nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học này của chúng ta ở đây ha. Đấy, và thầy hy vọng là các bạn sẽ có được một cái kết quả học tập nó như các bạn mong muốn. Và trước khi ấy thầy nhắc lại là các bạn nhận tài liệu ấy thì các bạn nhớ là vô Facebook và các bạn hãy comment ở cái thầy gửi ấy. Đây này. Đây. Đây các bạn à, thì các bạn comment cái mail của bạn đây và thầy sẽ gửi cho các bạn liền nha, gửi cho bạn liền thôi, không có gì khó cả, được không nha. Còn buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là dừng nha, và các bạn hãy cố gắng thật nhiều, được chưa? Đây là cái link Facebook của thầy nhé, thầy sẽ phát vào đây cho các bạn. Đấy, các bạn comment vào đây là thầy sẽ gửi cho các bạn, được chưa? Không gì khó đâu, đúng không? Thầy sẽ tối khuya thầy lọc xong thầy gửi cho các bạn là được, đúng không? Và chúng ta sẽ dừng cái buổi học của chúng ta ở đây nhé, ok chưa? Rồi, và chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học đây và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học hôm thứ ba vào lúc 19:30. Hôm sau chúng ta sẽ học về phần tổng hợp dao động, tức là chúng ta sẽ tổng hợp hai dao động và chúng ta sẽ đá thêm một chút về phần đồ thị nữa. Được chưa? Ok, chào các bạn.